Xin chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của kênh Bonsai Lệ Nguyên nha. Mến chào anh Lệ ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại chứ kênh Bonsai Lệ Nguyên. Tiếp tục hôm nay xin giới thiệu với bà con là khoảng 15 tác phẩm nha, giao lưu báo giá cho bà con của mình. Hôm nay là clip 3 số 5 nha, là 555. Đây hôm nay là mã số 1C nha bà con. Em có về được một cặp ngựa nha, đồng pháp lam rất là đẹp luôn. Đây. Con mình xem nha. Đôi này thì em cũng đã căn hạo cho bà con của mình đây. Là khoảng gần 80 kg, nhưng mà em cũng trừ hao cho bà con của mình luôn là 76 kg thôi. Rất là nặng nha bà con. Đây. Chiều cao này em đo nha. Chiều cao tổng luôn là khoảng 95. Còn chiều ngang xéo như thế này em đo xéo thôi nha bà con, là khoảng 72 nha. Đây. Quanh bụng là 70. Hai bên kiếm con ngựa là một con rồng, là một cặp rồng luôn bà con mình xem, rất là đẹp nha, song long. Hai bên đều như nhau nha, có hai cái chữ tím đây. Đây đồng pháp lam qua văn bà con mình xem rất là đẹp nha. Đây. Một cặp là 76 kg luôn nha bà con. Này em trừ hao cho bà con mình hết nha. Con bên đây cũng vẫn như vậy. Em cũng đã căng đo và đầy đủ hết rồi. Bà con của mình xem rất là đẹp. Tết nhất bà con mình trưng một đôi trong nhà rất là đẹp nha. Hàng này nói chung thì lâu lâu mới có về thôi, chứ nó không phải là có nhiều nha bà con, không có số lượng nha. Đây. Cặp lớn này mình trưng trước cửa nhà thì rất đẹp luôn, chất liệu là bằng đồng. Đôi này em giao lưu bà con mình, em cũng bao ship cho bà con mình toàn quốc nha. Có giá là 32 triệu. Đây 32 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Bà con mình xem không rõ không kỹ kết bạn Zalo bên em. Em sẽ chụp hình thêm đầy đủ bà con mình nữa nha. Rất là đẹp nha bà con, một cặp nha. Hai chân nó giờ là xong mã nha. Rồi mã tiếp theo. Mã số 2C. Đây là một tác phẩm là ba ông tam đa nha bà con. Đây Phước Lộc Thọ. Đây bà con mình xem rất đẹp nha. Đây ba ông này cũng cao to và nặng lắm nha. Đây. Chiều cao này một ông em đo là khoảng là 32. Đây. Quanh chân đế nha. Quanh chân đế là 39 nha bà con. Đây Phước Lộc Thọ, Phước Như Đâm Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn nha. Bà con mình sưu tầm về mình trưng trong nhà rất là tốt luôn nha. Nặng là khoảng là 11 kg rưỡi nha bà con. Đây tính bà con mình 11 kg luôn nha, 11 kg. Đây bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Đây ba ông lớn nha. Hơn 11 mà tính bà con mình 11 kg đi. Đây. Mặt chân đế này nha bà con. Đây. Đều có chuyện đế hết nha. Ba ông này giao lưu cho bà con của mình có giá là 6 triệu 800 ngàn đồng nha. 6 triệu 800 ngàn. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Và bà con của mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha bà con. Đây rất là đẹp. Rồi mã tiếp theo. Mã số là 3C. Đây 3C này thì em có về được một cặp tỳ hưu kiếm rất là đẹp. Giao lưu cho bà con của mình. Tỳ hưu này thì mang tính chất phong thủy nha. Mà mang tiền tài, dưỡng tiền tài cho gia đình, gia chủ của mình nha. Này làm nhìn rất là có hồn, nhìn rất là đẹp nha bà con. Đây. Này là đồng pháp lam nha bà con. Tỳ hưu kiếm nha. Đây chiều cao này em đo là khoảng là 36 nha. Chiều dài tổng thể luôn là 53. Đây. Em đo hoàn hảo thế này đi. Là 110 nha bà con. Đây một con á là khoảng 12 kg nha. Cặp này thì em cũng đã căn hạo cho bà con của mình rồi. Đây một con là 12 kg, một cặp là 24 kg nha bà con. Bà con mình xem rất là đẹp, nhìn rất là duyên nha. Đây đôi này giao lưu bà con mình giá 14 triệu đồng nha. 14 triệu bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Một cặp tỳ hưu kiếm nha bà con. Rất là đẹp và thẩm mỹ nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 4C. Một cái đỉnh sông Trầm, Lăng Đập Trái Châu nha bà con. Đây. Chiều cao này em đo là 27. Hoành bụng như thế này là khoảng chừng là 52 thôi. Đây rất là đẹp nha, ba chân có đế luôn nha. Hàng này thì có đế nha bà con. Về bà con mình để trầm hương vào đây mình đốt nha. Đây bà con mình xem. Hoa văn là một con, đây bà con mình xem. Con kỳ lân nha, hai bên. Đây ba chân quỳ liền nha luôn. Chuyển đế luôn nha bà con. Đây và một cái chân đế đây, rất là đẹp. Đây. Nguyên bộ như thế này giao lưu cho bà con mình có giá là 2 triệu 200 ngàn đồng. Tặng kèm một hộp trầm cho bà con của mình luôn nha. Theo về bà con của mình đốt thơm nhà thơm cửa luôn. Tiếp theo đến với mã số là 5C. Đây em có về một tác phẩm rất là đẹp luôn nha. Đây là ba anh em kết nghĩa bàn đào nha bà con, trong vườn đào nha. Đây rất là đẹp. Lưu Bị, Trương Phi và Quan Công nha. Đây. Chiều cao của ông Trương Phi là cao nhất nha bà con, là 26 đi. Còn hoành chứng đế như thế này á là 38 nha, rất là đẹp, rất là ý nghĩa nha, cho bà con của mình hàng sưu tầm. Ba ông này nặng là 6 kg. Đây đồng này là như đồng đen nha bà con, đồng đỏ nha, rất là đẹp.
Đây, hàng này thì có một bộ duy nhất thôi rồi, cho bà con anh mình thủ để riêng nha. yên đi, em quay chi tiết từng ông, anh lấy Đây. mặt từng ông cho mình xem lại. Đây, bà con mình xem đây. Trương Phi. Đây, còn đây là Lưu Bị. Đây, còn đây là Quan Nhị Ca nha. Đây, đều có chuyển đế hết. Hàng này nói chung cũng hàng qua năm tháng rồi nha bà con. Bà con mình xem. Đồng cũ. Chất liệu đồng cũ hết, bà con mình xem rất là đẹp nha, rất là độc đáo. Hàng rất đáng sưu tầm nha, có bộ duy nhất thôi. Giá là 4 triệu 800 ngàn nha. 4 triệu 800 ngàn, một bộ 3 ông nha bà con. Nặng 6 kg. Rồi đến với mã tiếp theo số 6C. Đây 6C này em có về được một tác phẩm là 12 con giáp nha, cho bà con của mình sưu tầm. Rồi, bộ này nói chung cũng hàng vừa gọn thôi, chất liệu là bằng đồng, rất là đẹp nha. Bộ này thì nặng khoảng là 9,5 kg mà trừ hao bà con mình luôn đi nha. Cái mâm này không có tính vào nha bà con, như 7 kg đi. Nguyên một bộ này nặng 7 kg nha. Chiều cao con gà là cao nhất là 14. Đây, còn cái hoành ha, hoành hạ em đo khoảng 1-2 con thôi. Đây, cái hoành thì khoảng chừng là 26 thôi. Chiều cao nhất là 14 nha bà con. 12 con giáp đều đầy đủ. Con rắn, con ngựa, con heo. Đây, con chó và con khỉ đây nha. Đồ đủ 12 con cho bà con của mình nào mình sưu tầm. Mẫm bộ 12 con giáp rất là đẹp nha, rất là ý nghĩa luôn. Bộ này giao lưu bà con mình giá 4 triệu 8 thôi nha. Tính ra một con như thế này thì chỉ có 400 ngàn thôi nha bà con. Nặng 7 kg nha, nguyên một bộ. Rồi, mã tiếp theo là số 7C. Một tác phẩm là cây tiền cốc nha. Đây, con thềm thừ nhậm xu. Đây, chất liệu là bằng đồng xưa cũ luôn nha bà con. Chiều cao là 30. Đây, chiều ngang như thế này em đo hạ khoảng 30 nha. Đây, còn hoành đế bên dưới. Hoành đế bên dưới là cũng khoảng chừng là 55 đi. Đây, đồng xưa cũ rất là đẹp nha. Một cây tiền vàng. Đây, bà con mình trên phong thủy nha bà con. Ba chân liền luôn nha. Liền lạc nhau hết, rất đẹp. Hàng này giờ bà con mình trà gỡ đánh bóng vệ sinh lên nha. Giá là 3 triệu 600 ngàn, nặng 6 kg nha bà con, 3 triệu 600 ngàn đồng. Rồi mã tiếp theo, mã số 8C. Một tác phẩm này là một con là tê giác bằng đồng nha bà con, rất là đẹp nha. Tê giác này nặng 6,5 kg. Chiều cao này em đo là 22, chiều dài tổng thể là 60 nha. Đây, hoành bụng to nhất là 46. Con này bự to lắm nha, đồng xưa cũ. Trên lưng này là một cái yếm, là một con rồng. Con rồng chạm nổi bà con mà sợ. Con này con kỳ lân chứ, kỳ lân nha bà con, rất là đẹp nha, nhìn rất là duyên. Đây, 6,5 kg nha, giá là 5 triệu đồng, bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Mã tiếp theo số 9C. Đây là một tác phẩm, một cái bình rượu nha bà con, hình con rồng nha, rất là đẹp. Chiều cao này em đo 15, chiều ngang là 18 thôi nha. Đây, chất liệu là đồng xưa cũ hết nha bà con, rất là đẹp nha. Đây, giá giao lưu bà con mình là 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng. Bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Rồi đến với mã tiếp theo. Đây mã số là mã số 10C nha. Đây là một tác phẩm thần tài thổ địa nha bà con. Đây chiều cao này em đo của ổng là khoảng 18 thôi. Hoành chân đế thế này là 44. Đây hai ông này nặng 4,5 kg nha bà con. Cho bà con mình là hữu duyên. Mình sưu tầm, mình thỉnh ống về mình thờ cúng nha. Mang tiềm tài gia lộc tới cho gia đình gia chủ của mình luôn. Rất là đẹp nha, rất là nặng, 4,5 kg nha bà con. Đây, rất là đẹp nha, miệng luôn tươi cười. Giá là 2 triệu 800 ngàn nha, 2 triệu 800 ngàn nặng 4,5 kg nha bà con. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Rồi mã tiếp theo số 11C. Một tác phẩm là một cái cồng chiên Tây Nguyên, cồng chiên Ngũ Phúc nha. Hàng này bao chuẩn xươi bà con mình từ 30 năm trở lên. Đây em còn một cái duy nhất này nữa thôi nha, là hết luôn rồi nha. 5 con dơi đây bà con mình xem, rất là đẹp. Chất liệu đồng xưa nha bà con. Đây cái này nặng cũng khoảng tầm chừng 3,5 kg thôi. Đường kính này em đo là 48 nha. Còn chiều dày này là khoảng 7 phân luôn nha bà con. Rất là nặng, rất là dày. Đây, thanh rất là nhang nha. Đây, mình xem. Giá giao lưu bà con của mình nha, chiếc cồng chiên này là 3 triệu 400 ngàn, 3 triệu 400 ngàn đồng nha. Nặng 3,5 kg, chất liệu là bằng đồng. Bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Mã tiếp theo là mã số 12. Đây là một tác phẩm, là một cái mâm đồng dập nổi, tích là cửu long, 9 con rồng nha bà con. Đường kính này em đo là 51 đi. Đây, rất là đẹp nha, 9 con rồng xung quanh viền này là 12 con giáp nha. Mâm đồng dập nổi có móc hình treo tường. Giá giao lưu bà con mình là 1 triệu đồng thôi nha. 1 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Bà con của mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha bà con. Rất là đẹp nha, mâm đồng treo tường. Bà con là mình nhúng sáng lên thì về trà giữa đánh bóng lên sáng lên nha bà con. Đến với mã 13C. Em có một bộ tranh 4 miếng nha. Tích này là tích là anh hùng tương ngộ, cẩm ốc xà cừ xưa. Tranh này tuổi đời từ 30-40 năm trở lên hết rồi nha bà con.
thì mình biết chơi, mình cũng dòm biết rồi nha. Cái này chiều dài tổng thể là 77 nha, 4 miếng. Một miếng chiều cao lên là 49. Lành tích liền lạc hết nha, khẩm sờ cừ cái này cũng qua thời gian 5 tháng thôi nha. Nhiều khi nó cũng bị lỗi đỉnh chút xíu gì góc cạnh này thôi. À, về bà con của mình treo lên tường nha, mình sưu tầm trên xưa. Đây rất là đẹp nha bà con. Đây, anh hùng tương ngộ liền nha. Giá giao lưu bà con mình nguyên bộ như thế này là 1.200.000 nha, 4 miếng nha. 1.200.000 đồng. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Đến với mã tiếp theo. Đây. Đây là mã số này là 14 nha. Đây một tác phẩm này là bún ốc chanh 4 miếng luôn. Đây bát tiên quá hải. Khẩm ốc xà cừ xưa. Đây bà con mình xem rất là đẹp nha. Đây. Đây tấm này thì làm tích liền lạc nha bà con. Đây làm tích liền lạc nha. Đây bà con mình xem giùm em nha. Rất là đẹp. Đây chiều dài tổng thể em đo là 78 nha. Chiều cao như thế này là 49. Đây làm tích liền lạc hết nha. Khẩm một chai xưa bà con mình xem. Bát tiên. Đây mặt sau lưng đây. Có móc mình treo tường luôn. Hàng làm tích nha bà con, liền lạc nha. Đây. Bộ này giao lưu bà con của mình. Có giá là 11, có giá là 1.100.000 đồng nha. 1.100.000 bao ship toàn quốc bà con của mình nha. Rồi tiếp theo. Đây là mã số 15. Đây. Đây bà con mình xem nha. Tấm đó cao bìa, tấm kính giữa kia. Đây. Đây là một bức tranh cũng là khẩm xà cừ xưa luôn. Cái này là tích là dạng Lý Trường Thành nha bà con. Rất là đẹp nha. Đây bà con mình xem hàng này nó cũng qua 5 tháng rồi. Về bà con mình trà rửa vệ sinh lên nha. Mình đánh bóng rồi thôi là nó đẹp rồi nha bà con. Rồi chiều dài tổng thể là 79. Chiều cao lên là 50. Đây hàng cũng làm tích hết nha. Dạng Lý Trường Thành. Mặt sau lưng đây. Cái này là mứng lớp keo thôi. Về bà con mình trà lại đánh bóng rồi giùm em nha. Có cái nó không có móc thì mứng gắn lại thôi nha bình thường nha bà con. À, mặt trước thì nó liền hết. Đây giá bộ này là 1.100.000 thôi nha. Những cái này về em gỡ ra. Đây nó dính lớp keo thôi, qua 5 tháng thôi nha bà con. Đây còn mặt trước là liền lạc hết. 1.100.000 bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Bức tranh dạng Lý Trường Thành. À, và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha. Bonsai Lại Nguyên cũng xin mến chào bà con. Rất cảm ơn bà con đã xem kênh, ủng hộ kênh suốt thời gian vừa qua nha. Và anh cũng xin mến chúc bà con thật nhiều dồi dào sức khỏe. Và cũng hẹn là những clip kế tiếp nha. Xin chào ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con nha. Hẹn gặp lại quý bà con vào clip buổi trưa ngày mai nhé.